và thiết bị đa dạng là bia chữ nhật không có nắp, hãy tính diện tích kính được sử dụng để làm các bể cá đó. Ô hình số A. Tiếp theo các bạn, tính diện tích kính để được sử dụng để làm bể cá mà không có nắp, các bạn sẽ áp dụng công thức tính diện tích xung quanh hay gì? Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh và gì? Diện tích hải. Đấy gọi là tính gì đấy? À, tính diện tích toàn phần này. Đúng rồi, đấy gọi là tính diện tích gì? Toàn phần. Toàn phần, đúng không? Nhưng các bạn chú ý này, bây giờ cái bể cá này nó có nắp không? Nắp không? Ờ. Nó không có nắp thì mình phải tính gì? Vậy diện tích toàn phần mình sẽ lấy diện tích xung quanh cộng với gì? Diện tích hải đáy. Mấy đáy? Hai đáy. Tấn hai đáy à? Một đáy à? Hả? Diện tích một đáy à? Ờ đúng rồi nhỉ? Mất một cái bên trên còn gì? Một cái. Đi ra hơi thôi. Còn tao không hiểu. Tính diện tích gì? Nó không hiểu. Một đáy. Đôi vợ chồng hợp đôi báo cháo. Cứ. Đây hai ư? Ờ đúng đấy. Thì nó cũng đâu khác gì đâu, rồi bỏ thông quang ra. Ừ, tao không thích bỏ rồi. Rồi vợ chồng luôn. Thì nó vẫn là vợ chồng. Vợ chồng thì nó chồng không phải khác chứ nhỉ. Từ từ nào. Cái chiều này gọi là chiều gì Minh? Gì? Nó đang học không chị? Cái này gọi là chiều gì? Nhưng mà cái đấy thì phải chiều. Chiều nào? Không phải đâu. Chiều gì? Ơ hai mình học với chiều tay chiều rộng. À chiều rộng. Ôi trời ơi, nó chiều gì không phải là anh. Chiều cao à? Chỉ có cái chiều này là chiều dài, nhớ chưa? À. Chiều. Cái này gọi là chiều. Em giật cái này cái kia. Chiều rộng, nhớ chưa? Mình đỡ, mình có lời. Cái chiều cứ thẳng đứng này gọi là chiều gì? Chiều cao. Đây, chiều cao có một cái này, hoặc là cái này. Chiều cao có một cái này. Hoặc là cái này, đúng không? Và đây là chiều dài, đây chiều. Rộng. Đây chiều. Ngang. Cao. Chiều dài. Chiều chiều mu chưa? À, chiều rộng gọi là B và chiều cao gọi là C chẳng hạn. Và bây giờ tính công thức tính diện tích xung quanh thì em sẽ đặt là S xung quanh. Xung quanh với cái mặt này cho nó nhanh. Mình nhìn này, xung quanh là bốn cái mặt này, nhìn thấy chưa? Thấy không? Nhá. Xung quanh chính là bốn cái mặt này, không tính hai cái này. Nhớ chưa? Đúng rồi, bốn cái mặt bao xung quanh như này, thấy không? Vậy diện tích xung quanh sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng gồm đơn vị đo với nhân 3 cộng chiều nhân với chiều cao, được chưa? Hoặc sẽ bằng A cộng B đóng hoặc nhân 2 nhân C, được chưa? À, cái này lặp lại 2 lần này, nhìn thấy chưa? Tôi lặp lại 2 cho mình. Là nhân với 2 nhân C, được chưa? Nói cái này cho nhanh này, được chưa? A cộng B đóng hoặc nhân 2 nhân kia. Đấy là chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 nhân chiều cao, được chưa? Còn đây diện tích toàn phần, TP định nghĩa tắt là toàn phần, được chưa? Toàn phần có nghĩa là gì? Có nghĩa là bao gồm cả những xung quanh như này và hai cái đáy này, được chưa? Mà hai cái đáy này theo em hình này là hình hộp chữ nhật, thì hai cái đáy này là hình gì? Hình vuông. Thôi. Hình vuông chữ nhật mà hai đáy là hình thôi á? Hai đáy này hình gì đây? Hình vuông. À, chữ nhật. Chữ nhật đúng rồi, hộp chữ nhật thì hai đáy này tất cả các mặt đều là hình gì? Chữ nhật là chữ nhật. Có hình đông phương các mặt là hình gì? Hình vuông. Đấy. Vậy bây giờ hai cái đáy này nó là hình chữ nhật đúng không? Vậy diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích xung quanh cộng diện tích của hai đáy. Được chưa? Có nghĩa là xung quanh như này cộng với hai đáy này gọi là toàn phần, là cả cái hộp này, nhìn thấy chưa? Vậy diện tích xung quanh này biết chưa đây? Không biết chưa? Ôi, còn đến diện tích hai đáy này. Bây giờ em nhìn đáy này là hình chữ nhật. Vậy diện tích một đáy là gì? A nhân B. Ừ, A nhân B. Vậy bây giờ hai đáy sẽ là hai nhân hai nhân hai nhân A nhân B nhân hai, nhớ chưa? Hoặc là hai nhân A nhân B, đúng không? Vậy sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy, mà diện tích hai đáy sẽ bằng A nhân B nhân 2. 2. Bởi vì nó có hai đáy thì phải nhân thêm 2, nhớ chưa? Còn một đáy nó là gì? A nhân B thế này, thấy chưa? Bởi vì diện tích một mặt này là chính là hình chữ nhật mà, hình chữ nhật chính là chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? Và đây có hai mặt thì phải là nhân thêm 2 nữa nhá. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn lên bài số 2. Bây giờ nó yêu cầu tính cái bể cá này nhá.
bể cá này. Công an cần trả lời là diện tích kính được sử dụng để làm bể cá là. Đi một nèo luôn. Cho các kính thước vào đấy. Thay luôn kết quả vào nha. Là áp dụng công thức tính diện tích toàn phần đấy. Tính kết quả vào luôn, thay vào. Bây giờ A ở đây có như đây. A là 2. Đúng rồi. Vậy sẽ bằng luôn. Đúng không? 2 cộng đi. 2 cộng 1. Đúng rồi, 2 cộng 1 nhân 2 nhân chiều cao. Chiều cao mấy? Chiều cao là 1. Xong lại cộng tiếp. Diện tích một đáy là bao nhiêu? 1. Diện tích một đáy là A nhân B. A nhân B bao nhiêu đấy? A nhân B bằng 2 nhân 1. Đấy, đóng ngoặc cái này. Bên này một câu, bên này một cái này. Vậy cho nó nhanh, rồi tính bằng luôn. Đây chính là diện tích xung quanh cộng diện tích một. 2 nhân 1 bằng 4.